Dạ, Nương xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay Nương đang có mặt tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang. Hôm nay là Nương thay mặt cho anh HT ở bên Mỹ là giúp đỡ 8 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để bà con vui xuân đón Tết. Thì em cũng thay mặt cho các hộ gia đình nghèo khó khăn cảm ơn anh HT rất là nhiều đã dành tấm lòng để giúp đỡ bà con. Thì bước sang năm mới, em kính chúc gia đình anh dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Thì bây giờ Nương được biết đến là hoàn cảnh gia đình của anh Mền và chú Hai ở bên Bình Hòa. Là anh thì bị bệnh thận, hàng tháng phải đi chạy thận. Chú Hai thì chạy xe ôm để nuôi anh. Thì bây giờ Nương đến nhà của anh Mền rồi, thì mời ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng vào trong với mình. Đây, nhà của anh ở đây. Dạ, con mới tới chú Hai ơi. Dạ, em chào anh ạ. Rồi chú Hai ngồi bên đó luôn đi chú Hai. Dạ, ngồi kế anh Mịn luôn. Chú Hai năm nay được bao nhiêu tuổi? Chú Hai có thể chia sẻ cho ông bà cô chú được biết không chú Hai? Tết năm nay mới 60 con. Dạ, chú Hai 60 hả? Dạ. Dạ, còn anh Mịn là bao nhiêu? Trên 38. 38 hả? Dạ. Em cũng được biết là anh hàng tháng là anh phải đi chạy thận. Giờ tháng nào anh cũng đi chạy thận hết hay sao? Từng chạy 3 lần. Vậy là một tuần phải chạy 3 lần? Từng chạy 3 lần. Dạ. Chị hạn từ thứ 6 không? Dạ. Vậy là một tuần chạy 3. Mỗi lần chạy thận như là bao nhiêu tiền anh? Chạy mỗi lần tốn gì mà tới tháng tốn 1 triệu mấy, 2 triệu. Dạ, một tháng là tốn 1 triệu mấy, 2 triệu. Rồi anh bị bệnh vậy rồi đó, anh đâu có làm gì được đâu. Không có làm, ông ba nuôi không. Dạ, vì chú Hai chạy xe ôm để kiếm tiền lo cho anh mình hết chú Hai. Rồi chú Hai chạy xe ôm được không chú Hai? Dạ, chạy cũng ngày hơi lắc qua ngày. Dạ. Ngày cũng phải tính được 100 ngày thôi. Đủ trang trải cuộc sống không chú Hai? Dạ, đủ trang trải cuộc sống. Dạ. Rồi ở nhà này có chú Hai với anh mình thôi, còn ai nữa không chú Hai? Không. Anh có vợ không? Có vợ mà thôi vợ rồi. Thôi vợ hả? Dạ. Còn chú Hai cũng có một mình luôn. Mà chú Hai nuôi anh Mền. Đứa cháu. Dạ, có đứa cháu. Cháu là... Vậy là... chú Hai có mấy người con? Hai đứa là chỉ nhỏ con gái, bây giờ nó đi làm xa. Dạ, là người con gái làm sao để cháu lại cho chú Hai nuôi. Vậy hiện tại là chú Hai đang nuôi anh Mền với một người cháu nữa. Là hàng ngày chú Hai đi chạy xe ôm để kiếm tiền để cho anh Mền đi chạy thận. Dạ. Anh bị bệnh này lâu chưa anh? Bị thận lâu chưa? 5 năm. Bị 5 năm. Dạ. Là một tuần anh phải đi 3 lần để chạy thận. Tận 3 lần. Dạ. Thì em cũng được biết hoàn cảnh của anh khó khăn. Thì anh cũng bị bệnh phải đi chạy thận hàng tuần. Chú Hai cũng chạy xe ôm nữa để nuôi anh và cháu nhỏ. Thì hôm nay em đến đây để thăm hỏi anh với chú Hai, sau đó là em thay mặt cho anh Mạnh Thường Quân là HT ở bên Mỹ là hỗ trợ anh số tiền để anh ăn Tết Nguyên Đán. Dạ. Rồi. Em gửi anh số tiền là 1 triệu. Dạ, để anh có thể trang trải đi chạy thận. Rồi, cảm ơn con. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân luôn. Dạ. Rồi con chúc cho chú Hai với anh có nhiều sức khỏe luôn ạ. Dạ. Rồi con xin phép con đi chú Hai. Rồi bà Tư ngồi đây với con đi. Dạ. Bà Tư mới đi hái ớt vậy hả vậy bà Tư? Hái gì mua giùm ta đó. Dạ. Ừ. Con cũng được biết là ông Tư cũng mới mất. Ừ. Là ở đây là có ông bà Tư sống với nhau à, đâu có con cháu gì đâu. Có nhà cháu ngoại đó, Nhi đó. Dạ. Vậy là giờ bà Tư đang sống với cháu ngoại hả? Dạ, sống với cháu ngoại. Dạ. Ừ. Hai bà cháu ở nhà, gài nghỉ hoài, nói hồi sáng nói thôi để bà Tư đi bé ớt, chứ nghỉ hoài rồi lấy gì xài Tết tới rồi. Mà nhờ năm nay nó học online, nó không có vô trường, cũng đỡ khổ. Không có tốn tiền ăn, ở nhà học... Nhìn nó đi thì tốn tiền. Dạ. Còn không gại nó ở nhà nó học cũng đỡ ra cái đó. Dạ. Dạ. B-
bà Tư năm nay được bao nhiêu tuổi? Bà Tư chia sẻ từ 69 rồi. Dạ bà Tư 69 rồi. Tết này nữa là 70 rồi. Dạ. Thì lúc trước là ông bà Tư sống với người cháu, bây giờ ông cũng mất rồi, còn có mình bà Tư sống với cháu à? Sống với cháu. Lúc trước thì ông Tư làm lò sấy, bà Tư thì mặn ngoài đồng, gán nuôi nó đó cho nó học đó. Dạ. Nặng nữa rồi mình già nó nuôi lại mình. Rồi bây giờ bà Tư cũng đi làm mướn hả bà Tư? Ai vậy, đi làm mướn, ai mướn gì làm nấy. Rồi sáng này bà Tư mới đi hái ớt cho người ta. Mới đi hái ớt cho người ta, 12 giờ mới về. Dạ. Dạ. Bây giờ bà Tư làm nuôi cháu để đi học, cháu học lớp mấy rồi bà Tư? Học 12 rồi. Dạ học 12. Năm nay nữa chắc nghỉ, cuối năm nữa chắc nghỉ nó đi làm chứ bà Tư đâu có lo nổi nữa. Dạ, không có lên đại học không bà Tư? Không đâu, mỗi lần có ông Tư thì như tháng không được 4 triệu thì tiếp với bà Tư được. Như bà Tư làm ngoài đồng, ngoài ăn trong nhà. Rồi bà ông Tư làm đó thì có dư cho nó đi học. Bây giờ ông Tư mất rồi đâu có tiền nữa đâu. Thành ra nên bà Tư làm thì chắc nó phải nghỉ đi làm chứ là sao. Nó chắc đi làm, bà Tư nuôi dễ gì nổi. Con cũng được biết là ông Tư bệnh cũng mất hay, giờ còn có mình bà Tư là sống đi làm mướn để nuôi cháu đi học. Thì cũng gán cho nó học năm nay nữa. Bà Tư trong mình cũng khỏe hả bà Tư? Bệnh hoài không gặp chích thuốc, nhà nào không chích trơn. Bị bệnh gì bà Tư? Mệt rồi bao tử gì đủ thứ trơn, với thằng ông Tư mắc hơi gầu nữa, buồn rồi ăn uống không có được rồi nó bệnh hoài. Thằng nó, cháu ngoại nó, cha mẹ nó chết hết nữa. Rồi mình phải lo chứ giờ không lo ai lo. Dạ. Giờ con cũng được biết hoàn cảnh của bà Tư là khó khăn, sống có một mình đi làm mướn để nuôi cháu. Thì hôm nay con đến thăm bà Tư, sau đó là con thay mặt cho anh HT ở bên Mỹ là gửi bà Tư số tiền để bà Tư ăn Tết nguyên đáng. Vì bà Tư cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Dạ con thay mặt cho anh là gửi bà Tư số tiền 1 triệu để bà Tư vui xuân đón Tết cho bà Tư. Dạ, vậy là bà Tư cảm ơn chú đó dữ lắm nha, cảm ơn mấy con luôn nữa. Dạ. Nói chứ nè, cũng nhờ mấy bay tiếp xúc vô với bà Tư chứ nếu không có là bà Tư cũng mệt dữ lắm. Dạ, hy vọng số tiền này bà Tư được trang trải cuộc sống, ăn đáng cho bà Tư. Tết, ăn cái Tết. Dạ. Nhiều đi chứ bà Tư ăn nhất là được cái Tết. Dạ. Nhưng hay có hai bà cháu cũng đâu ăn gì nhín nhúc đặng mà cho nó học. Dạ. Rồi con chúc bà Tư có nhiều sức khỏe luôn, ăn Tết vui vẻ nha bà Tư. Dạ. Bà Tư cũng cảm ơn mấy đứa nhiều lắm nha. Dạ. Rồi, con xin phép con đi luôn bà Tư. Dạ. Rồi bây giờ thì Nương cũng đến nhà của cô, thì cũng được biết là cô bị khờ, sống có một mình à. Bây giờ mình sẽ lên nhà của cô. Dạ. Dạ, con mới tới cô ơi. Cho cái vực của cô hú hồn. Dạ, phải leo lên cái vực mới lên nhà của cô được. Dạ. Rồi cô ngồi ở đây với con đi. Dạ, con hỏi thăm cô một chút á. Dạ. Gì giọng hả? Dạ. Dạ. Cô năm nay được bao nhiêu tuổi rồi cô? Tới 50. 50 hả cô? Dạ. Rồi con cũng được biết là cô không có chồng con gì hết trơn. Vậy cô sống một mình từ đó tới giờ luôn, không có chồng con gì hết. Dạ, ngại đó, ngại lúc nhỏ. Dạ. Rồi bây giờ cô sống một mình ở trong căn nhà này. Nhà này của cô luôn hả gì cô? Dạ, hồi đó là ai cắt cho cô cái nhà này cô? Bởi vì con hai nọ á. Dạ. Thì bà cắt cho bà cháu bự chút, nát tiệt á. Dạ. Rồi hàng ngày cô có làm gì để trang trải cuộc sống không cô? Không. Không mà. Vì vậy thì sao cô ăn uống hàng ngày được? Có ai hỗ trợ cho cô không? Cứ lâu lâu có nhờ em cho. Dạ, vậy là cô cũng sống nhờ người ở hàng xóm là người này người kia giúp đỡ đi cho cô ăn uống hàng ngày. Dạ. Dạ thì cũng chia sẻ với ông bà cô chú anh chị được biết luôn, thì cô này là không có chồng con gì hết, chỉ sống một mình nè, rồi cô bị khờ nữa nên là hàng ngày cô cũng không có đi làm gì để kiếm tiền hết trơn á. Thì cô cũng sống nhờ hàng xóm người ta cho cô ăn uống. Thì hôm nay thì Nương cũng được biết hoàn cảnh của cô cũng khó khăn, thì cô cũng sống nhờ bà con hàng xóm để giúp đỡ. Thì hôm nay Nương sẽ thay mặt cho anh HT để gửi cái phần quà Tết đến cho cô để cho cô ăn Tết. Dạ, hôm nay con thay mặt cho Mạnh Thường Quân là anh HT bên Mỹ á,
để hỗ trợ cô cái phần quà để cô ăn Tết nha cô. Là bao lì xì 1 triệu để cô ăn Tết. Cảm ơn nha. Dạ. Này là anh HT gửi cho cô để cô vui xuân đón Tết Nhâm Dần. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Rồi con xin phép con đi luôn cô ơi. Dạ. Bây giờ thì Nương đến nhà của ông thì được biết là lúc trước ông sống với bà mà bà cũng mới mất 4 tháng nay. Thì bây giờ Nương đến nhà của ông, mời ông bà cô chú anh chị các bạn cùng vô nhà với Nương. Dạ thưa ông, con mới tới ạ. Dạ. Nhà cửa bể nát hết trơn rồi bây giờ. Dạ. Ông năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ông? Năm nay 62 tuổi, Tết nay mới 62 tuổi. Dạ, Tết này nữa là ông 62 tuổi. Ừ, bây giờ còn 61. Dạ. Ông sống ở căn nhà này với ai không? Với thằng nhỏ đi làm hồ bữa nay nghỉ Tết luôn. Là con của ông? Ừ, mà không đủ nó xài nữa. Dạ, con của ông đi làm hồ. Ừ. Có vợ con gì? Chưa có thằng nào vợ chứ. Dạ, ông hàng ngày có làm gì không ông? Không có làm gì đâu hết trơn. Dạ, con cũng được biết là mắt ông cũng mờ. Mày thịt này mày không thấy nào. Trận về là mới đưa mấy ngón này không biết luôn. Dạ. Còn bên đây thì thấy mờ mờ chứ không thấy rõ không nữa. Đây nè. Vậy là một bên mắt không thấy, một bên thấy mờ mờ. Ừ, đúng rồi. Ông thấy con rõ không? Bên đây thì thấy rõ. Rõ dạ. Mà rõ không có thấy ông. Gần thấy rõ mà xa thấy không rõ. Dạ. Ông có đi khám không? Ông có đi khám mắt không? Cái này cũng như mà tới đợt cái bị dịch này quá nhiều rồi đó, tới đợt miễn phí đó phải đi mổ mắt được. Dạ, vậy là ông đợi cái đợt mổ mắt miễn phí. Ừ. Dạ, rồi ông mổ. Dạ. Thì hàng ngày ông cũng không có làm gì hết, con ông làm phụ hồ để nuôi ông hàng ngày. Ừ. Ông cũng lớn tuổi rồi. Dạ, thì hôm nay con được thay mặt cho Mạnh Thường Quân là anh HT ở bên Mỹ gửi ông bao lì xì là 1 triệu. Ông thấy không ông? Dạ, thấy. Dạ, hai tờ 500 ngàn, 1 triệu để ông vui xuân đón Tết nha ông. Dạ, dạ. Cảm ơn chú với cô. Dạ, hy vọng cái cảm ơn nhiều này không phải giúp ông được ăn Tết nguyên đáng. Dạ. Rồi con chúc ông năm mới dồi dào sức khỏe, mọi sự như ý luôn nha ông. Dạ, dạ. Rồi, con xin phép con đi ông ơi. Dạ, dạ. Dạ, giờ bây giờ thì Nương đến nhà của ông thì được biết là ông sống có một mình nè. Không có con cái gì hết. Rồi bây giờ Nương sẽ vô nhà của ông. Dạ, con mới tới ông ơi. Dạ. Cảm ơn. Đây, ông sống trong căn nhà nhỏ có một mình ở đây à. Dạ. Rồi hàng ngày ông đâu có làm gì hả ông? Không, làm lặt vặt còn kia thì được chứ. Ông có đi làm mướn gì không ông? Không. Dạ. Vậy rồi ai có ai hỗ trợ để giúp đỡ ông ăn uống hàng ngày không ông? Có mình hai bên á. Ờ, dạ vậy có một người anh cũng hỗ trợ cho ông hàng ngày. Mà ăn đâu có nhiều đâu, nói chung mình đâu có gì. Dạ. Người ta chân ông bị... Vì bệnh gì không? Bị phong á hả? Bị phong, bị té xuống cái kinh giờ nữa kìa, rồi nó mới nổi lên chứ hổm nó trắng tinh à, nó hổm im lắm. Dạ. Hôm nay con cũng được biết hoàn cảnh của ông khó khăn, sống có một mình à. Dạ, thì hôm nay con thay mặt cho anh HT bên Mỹ là gửi ông cái phần quà Tết để ông ăn Tết nguyên đáng nha ông. Dạ, là số tiền 1 triệu ạ. Con gửi cho ông ăn Tết nguyên đáng. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi con chúc ông nhiều sức khỏe luôn nha ông. Dạ. Rồi con xin phép con đi luôn ông ơi. Dạ. Dạ bây giờ thì Nương đến nhà của chú. Dạ. Bây giờ chú sống ở đây với ai chú? Sống mình đó nè, hai chồng. Dạ. Con đi làm mướn cho. Vậy là chú với cô sống ở đây với dạ. con thì đi làm mướn, đi làm xa hả vậy chú? Dạ, làm Bình Dương. Làm ở Bình Dương. Dạ. Mùa Tết này có về không chú? Tết tính về cũng về, nếu về được không đứa mà ăn được đó nó về không được nó ở lại. Dạ. Rồi chú đó, năm nay được bao nhiêu tuổi rồi chú? 65 rồi.
Dạ, chú 65. Dạ. Vậy là cô đi đâu rồi chú? Đi làm. Cô đi làm mướn hay gì chú? Làm mướn. Ai kêu cái gì cô làm đó? Ấy. Dạ, rồi sống hai chồng già với hai đứa cháu. Dạ. Con hoàn cảnh nó nghèo đó đi làm rồi gửi. Rồi bà giờ cũng lớn tuổi rồi, rồi đi làm hàng ngày sống như sao vậy? Dạ. Rồi chú cũng có bệnh trong người nữa hả chú? Dạ, bệnh lên máu đó. Bữa lên máu rồi chở đi ngay ngày bệnh nữa là tới hôm nay luôn. Giờ tê nữa mình thôi. Dạ. Giờ chú bị tê nửa người luôn. Dạ. Rồi uống thuốc chừng chừng ba thuốc nam đó. Thì đâu có thuốc gì mình đi bác sĩ. Dạ. Thì con cũng được biết hoàn cảnh của chú khó khăn, chú dạ. bị bệnh nữa. Không có làm được gì hết trơn, cô đi làm mướn để dạ. nuôi cháu. Rồi hôm nay con đến thăm chú, sau đó là con thay mặt cho anh HT bên Mỹ là gửi dạ. chú cái bao lì xì là 1 triệu để chú ăn Tết nguyên đáng nha chú. Thì cũng xin lỗi, cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân dạ. trong nước ngoài nước. Rồi tặng như ngày món quà thấy lớn, chứ nhỏ là lớn mà cảm ơn lắm. Anh dạ. Phúc bước năm mới được làm ăn phát đạt, và gia đình anh Phúc. Chứ cảm ơn nha, cô luôn. Dạ, con cảm ơn chú nhiều ạ. Dạ, dạ. Con thay mặt cho anh HT gửi chú 1 triệu dạ, để dạ. chú ăn Tết nguyên đáng nha chú. Dạ, xin cảm ơn. Sức khỏe con đi luôn chú ơi. Dạ, dạ. dạ. Hai cái giò nó tê quá, đi không có được, đi lận cận cận con ơi. Dạ, hai cái chân nó tê không bà? 88 tuổi rồi. Dạ. À, nó bệnh hoài. Dạ. Rồi bà ba ở với ai bà dạ. ba? Bà ba ở với ai bà ba? Ở với dâu nè. Dạ. Dâu thứ tư đó. Bà ở với nó nuôi nó. Dạ. Rồi cái dạ. mặt của ba một này nó nổi lên mà một năm rồi đó mà chất thuốc hoài không hết. Dạ. Bị túi đường. Bị túi đường á con. Cái lâu lâu cái nó nhức. Dạ. Dạ. Thì con được biết hoàn cảnh của bà ba cũng khó khăn. Ừ. Sống với cô. Bà ba cũng lớn tuổi rồi, ba bị bệnh tiểu đường nữa. Rồi hôm nay con thay mặt cho anh HT ở bên Mỹ đến trao bà ba phần quà để bà ba rất nguyên đáng rồi bà ba. Dạ. Dạ con thay mặt anh gửi bà ba số tiền 1 triệu nha bà ba. Để bà ba cho rất nguyên bà đáng. Dạ. Mang ơn con nghe con. Dạ. Mang ơn chú. Dạ. Ừ. Dạ. Cho để dành đi chứ chứ. Bệnh khi chết suốt cái là dạ. cũng nhờ con cháu giúp dùm mang ơn lắm dạ. Rồi con chúc bà ba năm mới nhiều sức khỏe đúng dạ. không bà ba dạ. dạ rồi con xin phép con đi bà ba mang ơn con dạ rồi, con đi nghe bà ba. Rồi bây giờ thì nương đến nhà của bà ba cũng là hộ gia đình cuối cùng dạ, dạ. Con chào bà ba ạ. Thì bà ba có thể cho ông bà cô chú được biết là bà ba năm nay bao nhiêu tuổi không bà ba? 88 rồi con. Dạ bà ba 88. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ bà ba đang sống với ai bà ba? Sống với hai chồng đó nè, hai chồng. Dạ. Bây giờ có mình bà ba với hai chồng mà giờ hai đứa sủi hết rồi. Dạ. Cô chú cũng bị tật đó bà. Rồi bà ba sức khỏe cũng tốt hả bà ba? Dạ tốt. Bà ba tốt. À, bị cũng ngay ngay ông nói trời nuôi. Chứ phải mà ba đau nữa, ai nuôi hai người hết trơn rồi. Bà ba còn đi xuống sông tắm, nước lạnh không à. Ờ, sao không tắm trên nhà mà xuống sông tắm rồi ba? Giặt đồ tắm luôn, tắm mạnh lắm. Hồi đó giờ không có tắm, bà ba không có tắm nước nóng. Dạ, ôi. Con cũng được biết hoàn cảnh của bà ba cũng khó khăn là sống với cô chú cũng bị tật nữa. Dạ. Dạ, sau đó là con thay mặt cho anh HT ở bên Mỹ. Dạ. Gửi bà ba cái bao lì xì để bà ba ăn Tết nguyên đáng. Dạ. Mà bà ba cũng không biết nói chi dạ. Tôi cũng bà ba cũng cảm ơn bà không biết nói gì dạ. Mà con thay mặt cho anh là gửi bà ba bao lì xì 1 triệu để bà ba ăn Tết nguyên đáng bà ba này bà ba ha dạ dạ mang ơn hồi kia bà ba không biết nói gì dài dặn dạ. Mang ơn mấy cháu chứ ở ngoài mình nói sao thấy không dạ. Cảm ơn mấy cô và anh em rồi hết trơn á ông trong tại Hình Quân á, mang ơn dữ lắm rồi, bà ba mang ơn lắm. Dạ, rồi con chúc bà ba năm mới dồi dào sức khỏe, ăn khang thịnh vượng bà ba. Dạ. Dạ. Vậy cũng thương hai con đó nha.
Dạ. Ăn hai con. Dạ. Dạ thì hôm nay Đương thay mặt cho anh HT ở bên Mỹ là giúp đỡ tám hoàn cảnh gia đình khó khăn để bà con vui xuân đón Tết. Dạ, thì mỗi phần quà hôm nay là bao lì xì 1 triệu, 8 hộ gia đình là 8 triệu. Thì Nương cũng thay mặt cho anh là trao đến ông bà cô chú lớn tuổi neo đơn, vì cô chú gặp khó khăn. Thì Nương cũng trao cho ông bà xong rồi. Thì một lần nữa em cũng cảm ơn anh HT rất là nhiều đã giúp đỡ bà con để bà con vui xuân đón Tết. Em chúc anh và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và phát tài phát lộc nha anh. Thì video của Nương đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh Hương Quê. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye.